Thưa quý vị và các bạn thân mến, là đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trường cao đẳng cơ giới thủy lợi đóng trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai không chỉ đào tạo các ngành nghề kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế mà học sinh, sinh viên ở đây còn được trải nghiệm các hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, nữ công gia chánh. Những hoạt động này đã và đang giúp cho người học được mở rộng kiến thức ở các lĩnh vực khác, đồng thời được làm quen, tiếp cận với hoạt động khởi nghiệp. Phóng sự sau sẽ cho thấy rõ điều này. Cơ sở đào tạo Thiện Tân đóng trên địa bàn xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, cơ sở 2 của trường cao đẳng cơ giới và thủy lợi. Với tổng diện tích rộng đến 14 hectare, nhà trường đã tận dụng nơi đây làm trang trại trong trường với các mô hình như trồng nho, táo, bưởi, sâm, v.v. Tất cả các bạn học sinh, sinh viên học tại trường đều được trải nghiệm các hoạt động này như một nông dân thực thụ. Nhờ được tham gia trực tiếp trải nghiệm các công việc của nhà nông, cuốc đất trồng cây, chăm sóc vườn tược trang trại đã giúp cho các bạn hiểu hơn nỗi vất vả của nhà nông cũng như kiến thức về công nghệ kỹ thuật trong nông nghiệp hiện nay. Thấy cái này nó cũng không hẳn là có, chỉ cần mình biết cách làm là được. Với em cũng được các thầy cô trong trường chỉ cho cách gieo mầm và trồng cây và đi hái các loại quả chính tay mình trồng ra, em thấy cũng khá là vui. Và sau này có cơ hội thì em sẽ được làm nhiều hơn và được trải nghiệm nhiều cái thứ mới mẻ hơn ở môn nông nghiệp như này ạ. Không chỉ có các hoạt động nông nghiệp, học sinh của trường còn được đào tạo về nữ công gia chánh như làm bánh, nấu ăn, v.v. Các hoạt động này không chỉ giúp học sinh hoàn thành môn học trải nghiệm theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiện nay, mà còn mang lại niềm cảm hứng sáng tạo khởi nghiệp cho các bạn sau những giờ học căng thẳng. Từ đó, việc đến trường trở nên nhẹ nhàng, vui tươi hơn. Em được trải nghiệm rất là nhiều hoạt động như là làm bánh này, hoạt động nông nghiệp như là ở dưới ông làm dưới vườn này, làm được nhiều thứ. Em cảm thấy học đây rất là vui ạ. Đối với cái mô hình đào tạo nông nghiệp này thì nhà trường triển khai cho tất cả các em học sinh và các em học sinh sẽ được học trải nghiệm trong năm học. Thì tùy theo từng ngành nghề, tùy theo từng lớp thì các em sẽ được học các cái trải nghiệm. Ví dụ như có một số lớp thì các em sẽ được học các cái trải nghiệm là làm bánh, chế biến bảo quản sau thu hoạch. Ngoài cái việc mà ủ phân thì các em học ươm cây, học làm đất, học trồng, chăm sóc và thu hoạch. Thì chính những cái sản phẩm thu hoạch của các em đấy, các em có thể là marketing các em bán và nhà trường cũng có dán các cái tem nhãn, gọi là cái đặc thù riêng của trường và nó là cũng cái đặc trưng và thương hiệu của trường. Rõ ràng, việc được tham gia làm nông nghiệp, làm bánh không đơn thuần chỉ mang lại cho học sinh, sinh viên kiến thức và kỹ thuật thực hành ở các lĩnh vực này, mà các bạn còn được học rất nhiều kỹ năng khác như làm việc nhóm, cách quản lý giờ giấc, tác phong làm việc, khởi nghiệp, v.v. Cùng với đó, mô hình farm trong trường cũng là một trong những giải pháp được kỳ vọng sẽ đổi mới các phương pháp đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay. Việc tích hợp kiến thức trong các môn học liên ngành sẽ giúp người học có kiến thức phong phú hơn, từ đó cơ hội việc làm cũng rộng mở hơn.